văn quan Hà Đông. Có nghe tiếng hát bình dòng nhuệ giang phố này, xưa ấy là làng mái đình chùa cổ họ Hàn. Anh chẳng nguôi quên đi ơn đi người mở đất đi dựng nền làng xưa, đức thánh đi công đi chúa thời Lê thờ trong trọn đạo dựng quê đất này. Chuyển ra đây họ Vũ họ Nguyễn đi chung đi tay lập làng, từ ấy người văn quán trang thờ bà công chúa thành hoàng đình ta. Làng nghĩa xóm thảo thơm ý hà ý hà. Xóm thảo thơm đi, làng dù lên phố vẫn còn nếp xưa, tuần rằm mê mông một lễ chùa, đầu xuân lễ mẫu bốn mùa ngát hương đi. Quang Từ và pháp tràng Phật Ấn Từ, văn quán trang xây dựng đã lâu đời, gần một thế kỷ người văn quán quê tôi tự hào có nhà thơ Vũ Đình Chung, người viết bài thơ Đồi Thông Hai Mộ. Trong hai cuộc kháng chiến, làng có 51 liệt sĩ, ba bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bao khó khăn vẫn quyết một lòng cùng toàn đảng toàn dân xây dựng đất nước. Đồng găng
đình, xóm trên xóm dưới xóm đình. Xóm dưới xóm đình, đất người văn quán quê mình thủy chung. Ai về quê lúa Hà Đông, ghé hồ văn quán cho lòng thành thơi. Thời gian dẫu bề mờ bụi, bể lở bụi, đất xưa làng cũ vẫn ngời nét hoa. Tháng năm mưa nắng khôn nhòa, biết khoe tươi. Chồi non lộc biết khoe tươi, tháng giêng văn quán gọi mời người thăm. Lời vui nâng nhịp bước chân, chín thương mười nhớ tình xuân quê mình, tình xuân quê mình.